Rồi xin chào anh em nhé, lâu lâu bán đơn mưu thì cũng quay cho anh em xem review. Đây là con hàng Việt Nam, mã là M18FID2, tương đương với 2853 của hàng chính hãng, hàng sách tay Mỹ. Thì con này hàng Việt Nam, ưu điểm của nó sẽ được bảo hành full máy, có nghĩa là tất cả các linh kiện trong máy này đều được bảo hành. Anh em lưu ý, kể cả vỏ nhá, có nghĩa là vỏ này, búa này, mạch này đều được bảo hành hết. Ví dụ trong quá trình anh em xài, tránh tình trạng là rơi rớt này kia thôi. Còn ví dụ như vỏ, nó bảo hành như sau: nếu mà anh em bị hư vỏ do là tiếp xúc chân pin này nó bị cháy cả vỏ luôn thì nó sẽ thay vỏ mới cho anh em. Còn nếu mà cháy chân pin, nó thay luôn cho anh em bộ mạch. Hoặc là anh em hư cò mất điều tốc này kia, nó cả giật thì nó sẽ thay luôn bộ mạch mới. Nếu anh em hư cụm búa, nó sẽ thay cụm búa mới. Đó, hư motor, nó sẽ thay cụm motor mới. Đó là bảo hành của Milwaukee, chất lượng bảo hành rất là tốt. Kèm theo giờ hiện tại là nó đã nâng lên thời gian bảo hành lên đến 1,5 năm do là tỷ lệ máy bảo hành quá thấp. Trung tâm bảo hành toàn ngồi chơi không à, cho nên là giờ đa số là nó tăng thời gian bảo hành lên để cạnh tranh với lại Dewar. Đó thì anh em có thể tham khảo. Hàng Milwaukee anh em mua là an tâm về vấn đề bảo hành nhá. Bảo hành nhanh chóng luôn. Hư đem ra, ví dụ anh em nếu mà trực tiếp đem ra trung tâm bảo hành, nó sẽ xử lý trong vòng nhanh cho anh em lấy liền cũng có luôn. Đó. Trừ trường hợp là ví dụ hết linh kiện, nó phải tìm con máy mới ra nó tháo rã cho anh em để thay thì nó chậm hơn 1 ngày 2 ngày là hết cỡ. Chứ không có chuyện là ra 1 tháng hay là 1 tuần 2 tuần 3 tuần gì đó, cho nên anh em tham khảo. Tại vì nhiều khi bảo hành chậm là do bên đại lý bẩn này kia thôi, chứ còn mình anh em đem ra trực tiếp tại hãng là nó xử lý nhanh luôn. Anh em lưu ý nha. Rồi kèm theo là sạc của nó thì 1:1 trong vòng 1 năm. Sạc này là sạc nhanh này, Rapid. Sạc này thì hiện tại là dòng ra của nó là 6A đối với 18V và 4,5A đối với 12V thì thuộc dạng sạc nhanh. Đó. Rồi, đây là full bộ, kèm pin 5A là tặng kèm khi anh em mua thân máy. Còn thùng là thùng này là thùng đôi, đựng một khoan một vít. Nhưng mà em hỗ trợ khách hàng là đổi thùng từ thùng đơn của con máy thành thùng đôi của Mỹ. Đây là bộ em hỗ trợ cho khách hàng và hỗ trợ cả giá luôn. Đó, cho nên là anh em nào mà có nhu cầu mua các mặt hàng của Milwaukee hàng chính hãng tại Việt Nam, em sẽ hỗ trợ cho anh em hết mình về giá cũng như là về các chương trình khuyến mãi này kia. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Đây là một bộ em chuẩn bị ship đi cho khách. Rồi, cảm ơn anh em.